dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế. Nhiều doanh nghiệp bị giải thể, ngừng hoạt động. Tuy nhiên, cũng không ít doanh nghiệp xây dựng hướng đi đúng đắn, tích cực đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế quốc gia. Với phương châm đi tắt đón đầu, Savifarm ưu tiên dành 5% trên tổng doanh thu hàng năm cho đầu tư nghiên cứu phát triển, hoạt động với 3 cấp độ, quy mô phòng thí nghiệm, quy mô pilot và sản xuất thương mại nhóm các sản phẩm mới công nghệ cao với trang thiết bị công nghệ nhập khẩu từ nhóm G7. Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD với trang thiết bị đồng bộ tiên tiến là một trong những nhà máy sản xuất dược phẩm đầu tiên của ngành dược Việt Nam ứng dụng công nghệ không sinh bụi, không tiếp xúc, quản lý bằng hệ thống SCADA. Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được đầu tư theo các tiêu chuẩn châu Âu. Đội ngũ gồm cán bộ quản lý bao gồm các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư giàu kinh nghiệm và tâm huyết. Với tinh thần trách nhiệm đã gắn bó, cống hiến hết lòng vì sự phát triển bền vững của Savifarm. 12 nhóm thuốc với trên 300 số đăng ký được cấp phép sản xuất, góp phần tăng lượng thuốc sản xuất trong nước lên hơn 50% tổng lượng thuốc tiêu thụ trên thị trường, đảm bảo đủ thuốc cho yêu cầu phòng và chữa bệnh của nhân dân. Dược phẩm của Savifarm đã có mặt tại bệnh viện các tuyến, các nhà thuốc Tây trên khắp đất nước, được ngành y tế và người dùng thuốc tin tưởng sử dụng, từng bước thay thế các thuốc nhập khẩu. Sản lượng sản xuất tăng bình quân gần 20% một năm, doanh thu tăng bình quân 15% một năm. Sản phẩm do Savifarm sản xuất đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản từ năm 2011 và sau đó đến các thị trường ASEAN như Malaysia, Campuchia, Lào. Savifarm là một trong số ít doanh nghiệp dược Việt Nam đạt hai tiêu chuẩn cao GMP Nhật Bản và GMP châu Âu. Ngày 9 tháng 1 năm 2020, Savifarm đã khởi công xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao với sự có mặt của các vị lãnh đạo trung ương và thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư là 200 tỷ đồng. Trung tâm nghiên cứu đủ điều kiện thực hiện các hoạt động nghiên cứu phát triển nhóm nguyên liệu và dược phẩm generic thay thế thuốc nhập khẩu ứng dụng công nghệ cao, pellet, vi hạt, v.v. Các sản phẩm y sinh học, các thuốc thế hệ mới điều trị ung thư, đáp ứng yêu cầu điều trị theo mô hình bệnh tật thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Savifarm đã nghiên cứu phát triển thành công thuốc Paxlovid điều trị COVID-19, tương tự thuốc Paxlovid của Pfizer. Savifarm đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục theo quy định hiện hành. Trung tâm nghiên cứu Savifarm cũng đã nghiên cứu phát triển thành công 4 thuốc generic mới từ nguyên liệu vi hạt do Savifarm tự sản xuất, đáp ứng yêu cầu quản lý hệ thống kho toàn quốc, soạn hàng, phân tuyến, quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển, cung ứng thuốc đến các trung tâm cung ứng vùng, đối tác, bệnh viện các tuyến bằng các phương tiện vận tải có kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, cung ứng hàng hóa xuất khẩu với các container lạnh đến các thị trường Malaysia, Campuchia, 4 trung tâm cung ứng tại các vùng miền Bắc, miền Trung, Đông Bắc Sài Gòn và miền Tây, giúp việc cung ứng hàng hóa đến các cơ sở điều trị, các nhà thuốc, các chi nhánh và các địa phương trong khu vực chính xác, kịp thời. Với những thành quả và kinh nghiệm thực tiễn, Savifarm đã đóng góp thiết thực vào việc xây dựng ngành công nghiệp dược Việt Nam đổi mới và phát triển.